anh em ơi. Bây giờ mình đang bị một con quái nó đuổi anh em ạ. Và việc anh em có thể làm để cứu mình đó chính là hãy bấm vào cái nút đăng ký kênh, bấm like video và share video này để có thể giải cứu mình nhá. Và bây giờ thì mình chạy đây. Ok, và hôm nay mình đã quay trở lại anh em ạ. Nhưng mà ngày hôm nay nó cũng là update mới, nhưng mà anh em có thể nhìn thấy là mình chưa thể làm về nó được. Thì chắc là khoảng ngày mai ngày kia thì mình có thể làm được thôi. Thì trong khoảng thời gian qua anh em ạ, ôi dồi ôi, không ngờ với anh em đó chính là cái lớp cấp 3 nó thật sự là quá kinh khủng anh em ạ. Okay. Cái thời gian học nó khá là nhiều cho nên là mình đành phải nghỉ một thời gian đấy. Anh em có thể thấy là 15, 16 ngày mình mới ra một clip. Chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu. Nhưng mà thôi thì chắc bây giờ đều đều, bởi vì mình cũng gần thi rồi. Ok, và cái video hôm nay sẽ là cái cốt mới nhất, cũng như là chúng ta sẽ đi random giá quỷ để tuân thủ. Sao lại không nhỉ? Ok, và bây giờ nó sẽ là cái cốt nha anh em. Đầu tiên là mình đi qua bên đảo kia trước ạ. Để mình lấy cái thẻ đo cái. Mình sẽ đi qua bên đảo kia, đảo random. Thẻ đo rồi. Thẻ đo. Ui, trái string được làm lại anh em ạ. Đấy thì thôi, để hôm sau mình làm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái đảo rừng gỗ. Rồi. Thì cái code ngày hôm nay nó sẽ là một cái code refund start thôi anh em. Mời đẹp. Đây, mình đang sử dụng cái bảng start nó như này. Nhưng bây giờ mình không thích, mình sẽ refund, được chưa? Hồng bé ơi. Đây, cái code nút giặc dưới refund. Đó, đây thì đây, cái code ở đây, anh em có thể nhìn đấy. Đó, và chúng ta sẽ được một lần refund start. Nó sẽ tích vào đây và anh em bấm vào là được. Còn lại thì mình đang sử dụng cái bảng này thôi, nó cũng khá là đẹp rồi cho nên là chắc là không sử dụng đâu. Mình sẽ không sử dụng đâu. Mày chán xấu à? Mày muốn chết đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đi ra đông giá quỷ cho thanh niên Alexic ra. Ừ, nghe nhìn cũng hãy đấy. Rồi, trái gì xịn xịn cái nào. Múa. Simo, dậy múa đi. Sao lại không múa? Dậy múa đi chứ. Ui, được. Cái trái này dành cho tân thủ được đấy nha. Đâu rồi? Đây, ngay đây luôn. Một thanh niên level 70 kia anh em. Được đấy, level 70 ăn cái trái băng thì thực sự không còn gì để nói. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ mang đi cho cái thanh niên này nhá. Đâu mất rồi. Vừa đấy đây mà. Thanh niên này còn bay được này. Anh em dùng cái trái gì kìa. À, trái spin anh em ạ. Cái trái này chỉ có trái spin. À không, trái này trái smoke anh em. Trái này là trái smoke. Ấy bạn ơi, từ bình tĩnh. Đợi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cho thanh niên này. Mình thấy thanh niên này level 65 anh em. Level 65 đầy ử thanh niên được hơn đấy. Ấy, bình tĩnh, chậm thôi. Ở đâu thanh niên có trái like rồi. Hay, cho thân thủ mệt quá anh em. Đây rồi, cái thanh niên này cuối cùng cũng đang ở đây. Thì mình sẽ sử dụng này và cầm cái trái băng trên tay để thay cho thanh niên này. Nào. Xuống đây. Thanh niên, what the fuck? What are you doing? Này, thực ra thì cái trái băng nó sẽ ngon hơn, cho nên là ông bạn không cần phải như vậy đâu. Nào, đi ra đây nào. Đấy, có phải xuống, có phải nhanh hơn đâu. Đây, bây giờ mình sẽ cho cái thanh niên Alexic ra này. Và đầu tiên mình phải chụp một cái tấm hình để làm thumbnail rồi đó. Rồi, thì bây giờ thì ăn nhớ ông cháu nhé. Đấy, cho ông cháu cái trái băng đi anh em. Quá là xịn sò. Cắn em. Ủa, đâu mất rồi. Ăn đi. Bây giờ thanh niên này phải ăn thì mình mới yên tâm mà đi được. Chứ không thể nào mà mình đi được. Đúng không? Bây giờ thanh niên không ăn mà mình đi, nhớ đâu thanh niên lại vứt cái trái băng đi thì sao, đúng không? Thì mình cho rồi mà mình đâu đòi lại được, đúng không? Bây giờ mình có giết thanh niên này thì nó cũng mất cái trái băng đi thôi.
Thôi thì thanh niên này đã cầm đổi thì kệ thanh niên thích làm gì thanh niên làm. Nhưng mà thôi, thì chắc cái video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Mặc dù một video nó cũng khá là ngắn, nhưng mà coi như đây là một video cốt với anh em thì nó cũng ngắn ngắn thôi. Và hôm sau mình sẽ thử với anh em là mình sẽ làm những cái video về cái update mới nhất này, và có thể review cho anh em một vài trái này, trái lớp, trái string vân vân. Và giờ tí, hẹn gặp anh em ở các cái video sau.